Nếu như trong Kamen Rider Ryuki, các Rider tham gia cuộc chiến đều vì một mục tiêu, giành được điều ước được trao cho kẻ chiến thắng. Người thì muốn có thể cứu được cô bạn gái đang hôn mê, người muốn thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, hay chỉ đơn giản là để ngăn cuộc chiến vô nghĩa này lại. Thì bên ngoài đó, có một kẻ tham gia cuộc chiến này chỉ để thỏa mãn niềm vui được chiến đấu, bất chấp rằng đó là một cuộc chiến phải mang chính tính mạng của mình ra cá cược. Không ai khác, đó chính là Asakura, hay còn được biết đến với cái tên Kamen Rider Oza. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về tên Rider tàn ác nhất trong Kamen Rider Ryuki, xem hắn có gì thú vị nhé! Cuộc đời Asakura Takeshi sinh ngày 10 tháng 4 năm 1977 là một tên tội phạm 25 tuổi với tư cách là Kamen Rider Oya. Hắn ta tham gia vào cuộc chiến Rider với một phong cách chiến đấu khốc liệt và tàn bạo. Asakura đóng vai trò là một trong những nhân vật phản diện chính của series Kamen Rider Ryuki, trở thành mối đe dọa cực kỳ đáng gờm đối với tất cả các Rider khác. Khi vừa mới 13 tuổi, Asakura đã sát hại cả cha mẹ mình trong một vụ phóng hỏa. Sau khi phát hiện ra em trai của mình còn sống sót sau sự kiện này, Asakura đã theo dõi để có thể khiến em trai của mình bị Venom Snaker ăn thịt. Kể từ đó, Asakura nổi tiếng là một tên tội phạm tàn bạo. Trong cơn thịnh nộ, hắn ta thích chiến đấu và phá hủy bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Cũng vì bản chất tàn bạo của mình, trước khi trở thành Rider, Asakura đã đánh gãy tay của Saito Yuichi, là người bạn của Tezuka Mizuki, khiến Saito Yuichi phải kết thúc sự nghiệp chơi piano của mình. Sau đó, cũng vì tính cách kiêu ngạo của mình mà khiến cho luật sư bào chữa của hắn ta là Kitaoka Shuichi từ chối là luật sư đại diện và để hắn ta tiếp tục ngồi tù. Bị giam trong tù thì không thể thỏa mãn bản chất tàn phá của mình, Asakura vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Kanzaki Shiro tham gia cuộc chiến Rider và lập một hiệp ước với con quái vật Venom Snaker. Giờ đây, hắn ta chính thức là Kamen Rider Oya để có thể vượt ngục, né tránh pháp luật và là để trả thù kẻ luật sư Kitaoka, người giờ đây cũng là Kamen Rider Zonda. Tính cách Asakura là một kẻ ưa thích bạo lực, xấu xa, giết người một cách tàn bạo. Hắn tìm thấy niềm vui trong việc chiến đấu. Asakura không ngần ngại giết người khác trong máu lạnh, không một chút do dự mà không cần phải biến hình. Nếu cơn phẫn nộ của Asakura vượt quá mức chịu đựng, hắn ta thậm chí có thể làm bị thương chính mình chỉ để có thể giảm bớt căng thẳng. Điều này được thể hiện khi Asakura bị giam trong tù. Hắn ta trở nên thất vọng đến mức bắt đầu đập đầu vào tường cho đến khi hộc máu. Tính cách hoang dã của Asakura thậm chí còn cho phép anh ta thuần hóa 3 Mirror Monster của mình. Hai trong số đó trước đây thuộc về các Rider mà anh ta đã giết. Hắn ta là Kamen Rider đầu tiên giết các Rider khác. Asakura đã giết Kamen Rider Gai và Kamen Rider Raya, sau đó chiếm lấy luôn quái vật hợp đồng của họ. Hắn ta cũng đã phá hủy bộ bài của Kamen Rider Emperor, khiến anh ta chết trong thế giới gương. Trong khi các Rider khác mong muốn sẽ được đáp ứng điều ước của họ, thì Asakura không muốn chiến đấu vì một mục tiêu nào cả. Hắn ta tham gia trận chiến Rider chỉ để thỏa mãn ham muốn chiến đấu. Asakura đã nói rằng nếu hắn ta là kẻ chiến thắng, hắn sẽ ước cuộc chiến Rider bắt đầu lại từ đầu để có thể tiếp tục tận hưởng. Tuy tính cách có phần hơi điên loạn, Asakura lại không hề là người mất trí. Anh ta hoàn toàn có khả năng thao túng thông minh, chứ không hề đưa ra những quyết định ngu ngốc. Điều này được thể hiện khi Asakura sử dụng Kamen Rider Gai làm lá chắn cho mình để tránh đi đòn Final Event của Zonda, sau đó giết anh ta một cách máu lạnh ngay sau khi hắn hoàn thành mục đích của mình. Kết cục, vào phần cuối của TV series, cuối cùng thì Asakura cũng có trận đấu với Zonda. Oza đã sử dụng Final Event của mình để tiêu diệt Manu Giga trước khi làm Zonda bị thương nặng. Mặc dù rất vui với chiến thắng của mình, nhưng chỉ vài giây sau, Oza phát hiện rằng Zonda thực sự chính là Goro, vì Kitaoka lúc này đã bỏ mạng vì chống chọi với căn bệnh ung thư. Ngay sau khi Asakura quay trở lại thế giới thực trong tình trạng hoàn toàn bối rối vì không thể giết được người mà hắn ghét nhất, Asakura thấy mình bị chính quyền bao vây quanh nhà kho với những nòng súng chĩa thẳng vào hắn. Bất chấp đến cùng, Asakura chộp lấy một thanh kim loại là hết, chạy về phía cảnh sát trước khi hắn bị bắn hạ. Cuối cùng thì Asakura cũng bị đưa ra trước công lý. Sau khi Kanzaki Shiro tái tạo lại thời gian sau cái chết của Zui, Asakura đã được tái sinh trở thành một người bình thường mà không nhớ gì về việc trở thành một Rider. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn những tính cách thô lỗ khi anh ta đã đá đổ xe của Shinji chỉ vì cản đường của mình.